Tử vi tuổi Ngọ, 6 tháng đầu năm 2021, tiền vào túi bất chấp hại thái tuế kìm kẹp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi một năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp, được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt là các chòm sao chiếu mệnh. Thái tuế là một trong số những chòm sao có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của con người. Chẳng vậy mà bất cứ tuổi nào gặp phải sau này đều có biến cố. Và trong năm 2021 sắp tới, xin được chia buồn với con giáp tuổi Ngọ là một con giáp đen đuổi tận mạng. Hạn xung thái tuế 2020 chưa qua, hạn hại thái tuế 2021 lại đến. Vừa tránh được vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa, đại hạn triền miên cho cuộc sống của những người tuổi Ngọ vô cùng thăng trầm. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của những người tuổi Ngọ trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, tuổi Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2021. Bước sang năm 2021, người tuổi Ngọ vẫn chưa thể thoát được vòng vây của thái tuế. Dù sức ảnh hưởng của vị thần lưu niên này đã giảm bớt, song cục diện tương hại vẫn ức chế vận khí, khiến tuổi Ngọ gặp khá nhiều bất lợi ở nhiều phương diện. Công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước, bản mệnh liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tử phú tác động. Đồng thời, thương quan mang điểm tiểu nhân đeo bám, thị phi bủa vây, quan tai khó tránh. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm vốn đã ít, nay lại càng khó khăn hơn. Cho nên để hóa giải vận hạn, người tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế, để nghênh thái tuế, đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại may mắn, tài lộc, bình an. Điểm sáng trong vận trình nửa đầu năm Tân Sửu của tuổi Ngọ chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc. Khi có chính tài chủ về nguồn thu nhập chính, dù có tăng lên nhưng chưa tới mức đột phá, thu nhập chỉ đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập. Nhưng mệnh chủ tuổi Ngọ làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh, buôn bán cũng đạt được mức doanh thu đáng mong đợi. Ngoài ra trong năm, bản mệnh còn có tử vi đại cát tinh soi chiếu mang tới vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức, như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là người tuổi Ngọ nỗ lực và kiên trì tới cùng, mưu sự cũng thành được đến 7-8 phần. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của tuổi Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, quan vận. Dù bản tính của người tuổi Ngọ rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn khiến công việc của những người tuổi Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2021. Cục diện hung hại mang điểm báo tiểu nhân quấy phá, lại có thương quan tác động gây chuyện thị phi, bản mệnh mất nhiều thời gian xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, còn đường thăng tiến vì thế mà lắm chông gai. Bản mệnh đừng vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng. May mắn có thời điểm được nhiều cát tinh hộ chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, tuổi Ngọ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Bản mệnh hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để, thành công cũng được 7-8 phần.
Có điều bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất, tật mang. Chính vì vậy, để có thể hóa giải vận mệnh, người tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp hóa giải thị phi, xua đuổi tiểu nhân quấy phá về hung tinh. Từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời pháp khí còn chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ bản mệnh phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Khó khăn khách quan cộng với cục diện hại thái tuế khiến lộ trình cầu tài của tuổi Ngọ gặp không ít trở ngại, khiến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của các thần chính tài cũng như đại cát tinh tử vi, con đường kiếm tiền, làm giàu của những người tuổi Ngọ tuy có vất vả và căng thẳng, nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi Ngọ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài bất ngờ, không có quá nhiều may mắn. Bản mệnh tự làm, tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Cho nên trong thời điểm này, nguồn thu nhập chính của tuổi Ngọ có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lợi tốt, quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong khoảng thời gian này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ, bản mệnh trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Thứ ba, về mặt tình cảm, giải đạo. Năm Tân Sửu chịu tác động của hại thái tuế, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng lắm phiền muộn. Gia đạo có điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh. Chủ yếu do tuổi Ngọ không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận hay cãi vã. Nếu tự chủ được, gia đạo sẽ sớm được an. Các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn, thậm chí đang giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã, coi chừng, xà néo, đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Người độc thân may mắn tận dụng được hàm chỉ đào hoa tinh hỗ trợ. Trong thời gian này sẽ có rất nhiều theo đuổi, nhưng đa phần đào hoa kiếp mang tới điểm thị phi, gây khổ nhọc về tinh thần, thậm chí trải qua chuyện đau buồn, vết thương lòng ngày càng sâu. Vậy nên để cải vận tình duyên thì tuổi Ngọ hãy sử dụng vòng tay phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của bản mệnh trong năm, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giải đạo yên ấm. Những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, sức khỏe. Nửa đầu năm Tân Sửu cũng là lúc mà người tuổi Ngọ phát sinh khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí với những người cao tuổi sẽ bị đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, dưới tác động của thái tuế 2021 và tử phù hung tinh, bản mệnh cần đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quệt xe cộ. Nhẹ thì chảy máu, nặng phải động chạm do kéo hoặc gặp nạn sát thân. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ bản mệnh. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như một tấm bùa phù hộ bảo vệ bản mệnh suốt một thời. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ bản mệnh suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Ngọ trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Ngọ trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong năm Tân Sửu, các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 phạm phải cục diện tương hại thái tuế. Thiên can Tân Kim bị can Kim Bính Hỏa khắc chế, tạo thể họa kiếp tài, điểm báo tài vận sụt giảm. Trong thời gian nửa đầu năm 2021, các bác tuổi Bính Ngọ sẽ có một vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, nhưng rồi lại phải đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, anh em họ hàng. Thậm chí là lúc còn là vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chi tiêu tùy hứng, nên tiền trong tài khoản vơi đi là điều đương nhiên. Ngoài ra, các bác cũng rất dễ gặp họa thị phi trong thời điểm này, sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Thứ hai, tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Dù chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương hại thái tuế, song Mậu Thổ tương sinh Tân Kim tạo thành thực thần sinh tài,
tốt cho việc kinh doanh, làm giàu các cô chú tuổi Ngọ. Hơn nữa, trong năm, các cô chú còn được khá nhiều các tinh hộ chiếu và vẫn có cơ hội phát huy năng lực bản thân, làm cải thiện hiệu suất. Quan trọng là cô chú phải biết tận dụng lợi thế sẵn có. Có điều, công việc không mấy thuận lợi, cô chú tuổi Mậu Ngọ dễ nóng giận, bất ổn về tinh thần, nên mắc sai lầm khiến mưu sự bất thuận, lại còn tổn hao sức khỏe. Thậm chí tâm lý tiêu cực còn có thể khiến cô chú khiến bệnh cũ tái phát, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi Canh Ngọ 1990. Với anh chị tuổi Canh Ngọ, cục diện hại thái tuế sẽ khiến anh chị bất ổn về cảm xúc, thiếu thận trọng hoặc chủ quan lơ là, sẽ xảy ra tranh chấp với bạn làm ăn, mưu sự trắc trở. Thậm chí đôi khi anh chị tuổi Canh Ngọ vì quá tham cái lợi trước mắt mà liều lĩnh dẫn tới họa phá tài. Sức khỏe vì thế cũng có nhiều điểm bất ổn, đặc biệt cần đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Thứ tư, tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002. Nhìn chung vận trình nửa đầu năm 2021 của các bạn tuổi Nhâm Ngọ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bản thân các bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cục diện tương hại mang theo điểm báo thị phi hung họa, tiểu nhân đe dọa, nên các bạn tuổi Nhâm Ngọ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín của cha mẹ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khung cát từng tháng của tuổi Ngọ trong vận trình nửa đầu năm 2021. Tháng 1 âm lịch. Năm 2021, người tuổi Ngọ phải chịu tác động của cục diện xung thái tuế nên mọi mặt của đời sống đều có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên, tháng riêng vẫn là một tháng khá bình ổn đối với bản mệnh bởi có bán hợp quý nhân tương trợ. Trong sự nghiệp, bản mệnh duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên sẽ được cấp trên coi trọng. Song bản mệnh cần phải nhớ, chớ để sự nóng này khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Ngoài ra, tháng này tình trạng sức khỏe không được khả quan, bản mệnh cần chú ý giữ gìn, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tuổi Ngọ dồn sức cho công việc của mình, bản mệnh vẫn duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình. Song vì khối lượng công việc quá nhiều nên ngày nào cũng rất bận rộn, mà thành quả nhận được chưa chắc đã được như mong muốn. Thời gian này, tài lộc của bản mệnh không có dấu hiệu gia tăng, vì thế chi tiêu cần phải tính toán chi tiết rõ ràng. Nếu không, bản mệnh sẽ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải đi vay mượn. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 là thời điểm khá yên bình và ổn định đối với tuổi Ngọ, bản mệnh có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Trong quá trình này, dù đôi khi vẫn gặp phải khó khăn, trở ngại, nhưng đó là điều tất yếu nếu bản mệnh muốn trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, tình hình tài chính khá yên ắng, vì vậy bản mệnh chớ vội đầu tư, hãy nghe ngóng rõ ràng tình huống xung quanh mình, đừng sốc nổi, nghe theo những lời rủ rê, dụ dỗ. Thứ tư là tử vi tháng 4 âm lịch. Vận trình của người tuổi Ngọ có dấu hiệu được cải thiện trong tháng 4 âm lịch do được các tinh nâng đỡ. Những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết bớt. Bản mệnh có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm và rút ra những bài học từ thực tế. Ngoài ra, quý nhân sẽ xuất hiện giúp bản mệnh đưa ra những giải pháp đúng đắn cho tương lai. Trên phương diện tài lộc, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, chịu khó làm ăn thì đến cuối tháng, ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tử vi tháng 5 âm lịch, bản mệnh chủ yếu gặp rắc rối là do bản tính nông nổi và hiếu thắng. Bản mệnh chỉ muốn làm theo ý muốn cá nhân mà không chịu dành thời gian lắng nghe, góp ý của người khác. Đó chính là lý do bản mệnh thường xuyên mắc phải lỗi lầm, thậm chí làm sai cũng không chịu sửa, mắc đi, mắc lại nhiều lần. Chuyện tình cảm cũng có nhiều sóng gió bởi hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hai bạn cần dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe quan điểm và cảm xúc của đối phương, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi việc. Tháng 6 âm lịch, tình hình tài chính của tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng này. Nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể. Bản mệnh có thể được thưởng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong công việc. Những người làm đầu tư kinh doanh vất vả ngược xuôi cũng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tuổi Ngọ thì lại không được như lý tưởng. Có lẽ công việc quá bận rộn nên bạn thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, bỏ bữa hoặc ăn uống với đối tác. Những hoạt động này đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Ngọ. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.